bớt vui buồn hay buồn hay là cái cử động á, thì thực ra để thực hiện một cái cử động thì chẳng qua là chúng ta thay đổi các cái bức hình để tạo cho người nhìn trong một thời gian, để tạo cho người nhìn cảm giác là cái hình đó được cử động. Hay là cái ví dụ tiếp theo, chúng ta thấy cái con bọ đang cử động đúng không, để cử động được như vậy thì chúng ta sẽ thay đổi liên tục ba cái nhân vật của ba con bọ này có sự khác biệt nhau. Thì ba con bọ này khác biệt nhau ở cái vị trí xuất hiện và cái chân á, chúng ta thấy này, ba cái vị trí này khác nhau thì tạo cho chúng ta là cái con bọ nó đang thay đổi. Vậy thì làm sao để chúng ta thực hiện được cái cử động của nhân vật? Thì các con mở cái cửa sổ scrap của mình ra nha. Thì ở đây á, đầu tiên á, chúng ta sẽ lấy cái con bọ này vào như bình thường, được chưa? Lấy nhân vật con bọ. Sau đó chúng ta sẽ vào phần trang phục, vào cái cửa sổ trang phục. Rồi sau khi vào cửa sổ trang phục rồi, chúng ta sẽ nhân bản cái con bọ này lên. Là chúng ta sẽ được hai con thứ nhất và con thứ hai. Cái con thứ nhất á thì các con cứ để hình dạng là bình thường. Nhưng tại con thứ hai á thì ở đây chúng ta có thể thay đổi cái màu sắc của cái màu màu hình thân con bọ ấy. Ví dụ ở đây con bọ đang màu tím thì cái cánh cánh của con bọ đang màu tím thì chúng ta sẽ chuyển cho nó là màu đỏ hay màu vàng tùy các con mong đợi. Nghe nào. Đây, thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ để làm một cái việc để thay đổi trang phục. Đây là một bài ví dụ là kết hợp chuyển động với cử động. Lệnh đề bài của chúng ta là cho bọ cánh cam đi từ cạnh trái, từ bên đây. Từ bên đây sang bên đây. Đây. Được chưa? Từ cạnh trái này sang cạnh phải của sân khấu thì con bọ từ đây sang đây thì sẽ là 400 bước. Và chúng ta sẽ phải luôn luôn đặt vị trí xuất phát của chú bọ cam này ở đây. Được chưa? Và như thế này chúng ta sẽ đi 10 bước sang phải và thay trang phục kế tiếp. Thì chúng ta sẽ có ba trang phục. Một trang thì những trang phục thì nó sẽ di chuyển cái chân hoặc là di chuyển màu hoặc là thay đổi màu sắc cũng được. Đó. Xong rồi di chuyển 10 bước đúng không? Nè, di chuyển 10 bước. Xong rồi thay trang phục là thay đổi cái trang phục của nó. Trang phục mà di chuyển chân á, xong rồi đợi 0,1 giây. Xong mình lại đi tiếp 10 bước sang phải tiếp. Xong lại thay trang phục. Xong đợi tới 0,1 giây. Được chưa? Đấy, thêm rất nhiều khối, đến khối cuối cùng là cũng như vậy, đi 10 bước sang phải, thay trang phục kế tiếp và đợi 1 giây. Thì như thế này, bây giờ có 400 bước đúng không? Là mình sẽ cần bao nhiêu khối lệnh như thế, bao nhiêu khối lệnh này? Để tôi hỏi mọi người. Thì chúng ta sẽ cần bao nhiêu khối lệnh như thế này? Chúng ta sẽ cần bao nhiêu khối lệnh cái này, bao nhiêu khối lệnh này, ai có thể nói được nào? Ai nói được thì giơ tay đi. Ai có thể xung phong với là mình sẽ cần bao nhiêu khối lệnh như thế này thì có thể từ đây sang bên đây. Ai được thì giơ tay đi nào. Không ai biết à? Thì như thế này nhá. Được chưa? Mình sẽ lấy 400 bước, đúng không? Mình chia cho 10 bước. À rồi, ai? Rồi Thư phát biểu đi. Thế sao như thế nào? Nếu mà đi đến 400 bước thì 40 lần 10 bước. Thì mình sẽ cần bao nhiêu khối lệnh này? Trời, nhiều lắm. Trời ơi, Cho mình hỏi lại là ấn vào đâu để nhân đôi nhỉ? thì có thể thì đó chính sau bây giờ không ai sử dụng Scratch cả, không ai sử dụng Scratch cả, chỉ nhìn vô màn hình thôi. Ok.
Là thì cũng như vậy thôi, đúng rồi, mình sẽ cần 40 lệnh như thế này. Chúng ta sẽ được đến được đây, là phát biểu của Thư đã đúng. Tắt mic đi chị Nhím ơi, tắt mic đi chị Nhím ơi. Rồi, là đúng rồi, Thư phát biểu đã đúng, là chúng ta sẽ cần 40 khối lệnh như thế này thì mình chúng ta có thể lên đây. Được chưa? Đó. Thì mọi người có biết cái lệnh mà di chuyển 10 bước xong rồi thay trang phục kế tiếp, thay trang phục kế tiếp với lại khối đợi 1 giây, không phải 0,1 giây không? Khối đợi. Mọi người có biết không? Biết thì giơ tay đi. Mọi người có biết lấy mấy khối này ở đâu không? Rồi. Ai biết thì giơ tay nữa nhá. Rồi. Rồi. Ok ok. Bây giờ mọi người sẽ thực hành. Bây giờ mọi người sẽ thử thực hành nhá. À, bây giờ Pháo sẽ ví dụ một đoạn. Được chưa? Đợi Pháo một tí. Rồi. Bây giờ Pháo sẽ làm ví dụ. Đây. Đấy, xíu là chính tiếng Việt. Rồi. Rồi chúng ta sẽ thay đổi con nhân vật này sang là một chú bọ. Chú bọ sẽ được lấy ở phần động vật. Thì mọi người biết chỗ để lấy nhân vật rồi đúng không? Được nhân vật định nhận một động vật. Chúng ta lấy cái nhân vật bitly gì này. Đó, nhấn vô. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ phải tạo gì nhỉ? Tạo cái gì? À đúng rồi, chúng ta sẽ tạo trang phục cho nó. Cho kích thước của nó 50. Đó. Ôi, bé quá. 70 thôi. Rồi. Chưa? Thì chúng ta sẽ phải tạo trang phục cho chú. Rồi, vô phần trang phục. Bây giờ để nhân bản thì chúng ta sẽ nhấn chuột phải vô chú. Đây là, được chưa? Nhấn vào cái này nè, xong nhấn chuột phải. Mọi người thấy không? Đó, lại nè. Là đúng không? Chúng ta để con chuột vô đây. Chúng ta nhấn chuột phải. Là nó sẽ có từ nhân bản xuất ra. Thì mình nhấn vô nhân bản. À, chúng ta đã có thêm một chú bọ nữa. Được chưa? Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cho chú bọ này chân. Thu tắt giơ tay đi, Thu tắt giơ tay đi. Tất cả đi, không sao đâu. Không sao cả. Được chưa? Đây là chúng ta sẽ chỉnh cái chân của chú. Đây, di chuyển. Đây, đến một cái chân này. Đó. Xong rồi cho nó di chuyển lên như thế này. Rồi, đại khái là như vậy. Xong rồi, chân chỗ này thì di chuyển như này. Đó, kiểu như là chân nó di chuyển thôi. Đó, như thế. Di chuyển chân cho chú. Ví dụ vậy, làm sơ bộ. Xin lỗi các bạn, có thể làm nhiều cũng được. Làm nhiều thì sẽ mất công đoạn, nhưng mà có thể đẹp. Và các bạn làm ít thôi, là 3 trang phục thôi cũng được rồi. Đó. Rồi, làm thêm một trang phục nữa. Được chưa? Nhân bản này. Đó, được chưa? Rồi, chú này thì mình sẽ tạo tốt làm sao vậy? Tốt có chuyện gì giơ tay? Tốt nói đi. Rồi, chân chúng ta sẽ di chuyển. Các bạn có thể tùy ý muốn. Cho như thế này, cho như thế tỏ, các thứ nhiều. Đó. Cái nào cũng được. Ví dụ là cho nó sinh động một tí là được. Rồi như thế à? Chưa? Rồi. Chúng ta sẽ thay đổi nền cho nó đó. Chưa? Mình vô phần phông nền.
phông nền. Đây, dấu cộng chạm một phông nền. Chỗ này thì mọi người cũng biết rồi ha. Nhấn vô. Giờ chúng ta sẽ chọn phông nền gì cho nó đẹp nhỉ? Cái này đi. Đấy, cho nó sinh động. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải cho nó luôn luôn về đây. À, thì chúng ta sẽ phải chọn cái sự kiện là khi bấm vào là cờ xanh đã. Đó. Được chưa? Khi bấm vào lá cờ xanh thì như thế nào? Thì bạn bọ này sẽ ở đâu đó cũng được, ở đâu cũng được, cũng phải trở về đây. Đúng không? Thì sẽ có cái lệnh là đi tới điểm. Bây giờ mọi người chỉ cần đặt vào đây thôi. Nhá. Đó, mọi người lấy ra. Đó. Được chưa? Rồi cho y bằng 0 đi. Nó ở giữa. Rồi, được chưa? Chúng ta sẽ cho nó di chuyển. Ở đây đi. Đó. Được chưa? Rồi, sẽ cho nó di chuyển từ đây sang đây. Thì vừa nãy đã nói rồi. Được chưa? Thì đầu tiên, lệnh và sinh như thế nào? Là di chuyển đúng không? Đây. Đó, di chuyển 10 bước. Đúng không? Xong rồi thay trang phục. Xong rồi đợi 1 giây. Đúng không? Đó. Thì đầu tiên là di chuyển 10 bước này. Thay đổi trang phục. Trang phục thì chúng ta sẽ lấy ở phần hiển thị. Đây. Nghĩa là nhấn vô trang phục kế tiếp. Đó, kéo ra. Xong rồi khối đợi thì lấy ở phần điều khiển. Được chưa? Đấy. Đợi không phải 2 giây thôi. Đó, là vừa. Mọi người cùng nhìn, mọi người cùng xem nhá. Mọi người thấy chân nó di chuyển không? Lại nè. Đó. Mọi người thấy nó di chuyển đúng không? À. Lâu tí, sau khi chúng ta. Con này có vẻ giống mà ta. Khác gì đâu trời. Rồi, đó. Rồi. Đó. Rồi, được chưa? Xong mình sẽ lại di chuyển như thế này tiếp. Lại di chuyển 10 bước. Xong lại trang phục kế tiếp. Đợi một tí. Đợi một tí, đợi một tí. Đây, được chưa? Thì đúng không? Rồi, để bạn lại ghi tiếp là đi tiếp 10 bước sang phải tiếp. Thay trang phục kế tiếp. Đúng không? Thì mình sẽ làm như một khối như thế này nữa. Di chuyển 10 bước này. Đó. Trang phục kế tiếp. Xong lại đợi. Thế thì làm như thế này để làm đến 40 khối lần như thế này thì có lâu không? Đúng không? Lâu đúng không? À thì lâu thì giơ tay lên nào. Đó. Làm 40 lần lệnh này. Chà, hơi bị lâu đấy. Thì chúng ta ở này tránh việc lặp lại quá nhiều. Thì chúng ta sẽ có một cái lệnh ở phần điều khiển. Đó chính là lặp lại số lần. Đúng không? Thì ở đây
là 40 khối lệnh như thế này đúng không? Đúng không? Và từ giả từ đây sang đây là 400 bước, là chúng ta đã sử dụng 40 khối lệnh như thế này. Thì chúng ta sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ lặp lại 40 lần. Đúng không? Đó, lặp lại 40 lần cái khối này. Mình ghi số lần vào đây. 40. Đó, đúng không? Mọi người có hiểu không? Đó. Mình thả nó vô. Được chưa? Mình hãy cùng xem nó sẽ như thế nào nhá. Rồi, đã hãy cùng xem nào. Đấy, mọi người thấy hay không? Được chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Rồi. Đó, chúng ta sẽ có khối lệnh như thế này. Thì hoặc là nếu các bạn không muốn sử dụng cái này thì chúng ta cũng có thể làm cái 40 khối lệnh này cũng được. Nhưng mà tránh trường hợp làm quá lâu mà mất thời gian thì chúng ta sẽ nên sử dụng cái khối lặp lại. Mọi người chỉ cần bỏ cái chỗ này vô là thôi là nó sẽ tự bọc lại. Được chưa? Rồi. Bây giờ mọi người có thể làm được chưa? Ok. Ok. Bây giờ mọi người hãy thử làm xem như nào. Bây giờ mọi người hãy thử làm đây. Làm xong rồi. Min làm xong rồi hả? Đúng rồi. Các bạn làm thì bổ sung thêm nên làm xong rồi. Không nền vào rồi là bổ sung thêm âm thanh vào rồi bổ sung thêm nói vào. Đúng rồi. Mình sáng tạo nó thêm nha. Cái này là cái căn bản đó, xong mình sáng tạo thêm ra nghe chưa? Mình có thể cắt nhiều trang phục hơn cho nó đẹp hơn. Mình có thể là thêm nhiều trang phục này, cái bước mọi người cùng xem bài của Bo này. Di chuyển rất là hoàn hảo luôn. Đó. Đúng không? Ok, được, đẹp. Mọi người có tán thành không? Tán thành là bạn bài của bạn Bo rất là ok. Tán thành. Anh chỉ biết con này đi, anh chỉ biết con này đi trình kiểu nào đó nên là chỉ biết phải nói. Đây, đây là bài của bạn Long à, bạn Bo. Đây, đây là các nhân vật của bạn. Đó. Đấy. À. Rồi, cho Bo 10 điểm luôn. Rồi, điểm cho Bo. Tốt vô cái bài của mình đi. Qua mì đêm ly gì con. Tốt vô phần trang phục của nó. Hello. Tốt vô phần trang phục đi, trang phục của nó á. Tốt. Xong rồi nhấn chuột phải. Nhân bản. Rồi. Nhấn vô cái chân của nó. Cái chân của nó. Thấy cái nút mà xoay xoay hai hướng không? Ở dưới cái phần chân á. Cái nút mà nó có hai cái mũi tên kia kìa. Cái nút em vừa. Cái nút mà có hai cái mũi tên đấy. Ở chỗ mà cái chân em vừa mới nhấn vô á. Cái chân ở dưới cái chân này có một cái hai cái nút nha. Hai cái lỗ tên, hai cái nút mũi tên, một cái qua phải, một cái qua trái. Xích lên một tí, xích lên một tí. Đúng rồi cái đó. Đó, thấy chưa? Nó di chuyển chân được rồi. Tốt hiểu chưa? Được không? Tốt hiểu chưa? Rồi, hiểu rồi thì mình chia sẻ đi. Ok, đến lượt anh, đúng không? Rồi, cái bài của Min là Min...
Bây giờ Min ảo á thì Min chia sẻ lên lớp đi để em xem cho. Ok. Không, ý là anh tự làm nó ảo. Đây. Anh sẽ biết. Hmm. Thư làm mèo, xong chưa? Mèo ba màu, đây là mèo, đây là mèo ba màu. Không hiểu bệnh nha. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi thấy rồi. Úi giời ơi, ảo diệu quá. Ảo thật đấy. Mèo ảo diệu quá. Rồi Thư làm xong chưa? Ủa? Rồi. Thư chia sẻ lên chưa? Chia sẻ đi. Bài của ai vậy? À Thư đang ha. Thì phải nếu mà như vậy thì mình tạo một cái con người đang bơi cho nó đẹp hơn đi, cho nó giống hơn là ví dụ đang bơi ấy. Thì nó sẽ sinh động và nó giống hơn á. Mọi người nhất thiết không phải chọn con bọ, mình có thể chọn con mình có thể chọn quả, mình có thể chọn mũi tên các thứ rồi. Hoặc là chọn mấy con động vật nè, con gấu hoặc con người cũng được. Trời ơi. Cái biến thể mới nhìn kinh, cái gì bên cái biến thể mới nhìn 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 tới bên bắt tao á. Ha. Gì giống bơi vậy? Cho nó cho thời gian nó ít ít lại thì nó sẽ đẹp hơn. Chỉnh cái thời gian của nó là cho nó chậm lại. Khoảng chừng 0,2 giây thôi, 0.2. Khoảng chừng tầm là 2 giây. Rồi. Con có nhấn chậm đó. Không chấm hai. Rồi. Đó, thế nó cũng hay hơn đúng không? Chứ nó bơi bơi nhanh nhanh xíu. Chứ sang bên kia chứ bơi chậm là nó bị chìm nhỉm ấy. Anh Pháo. Chuyện gì? Tốt. Coi bài của em thử, em trình bày lên. Rồi, trình bày đi. Thư chia sẻ cái bài đó lên của mình đi. À thôi, cũng được, không cần, không cần đâu. Rồi, Thư xong rồi đó. Rồi, tốt, chia sẻ đây. Hả? Bữa Thư có làm một cái bài mà con bọ nó đi theo hai cái hình tam giác như cái nơ, vui lắm. Thư có làm một cái mà vui lắm, hay lắm. Ý là nó đi theo cái hình mà cái nơ đúng không? Ừ, nhưng mà có thêm một cái phông nền và thêm một cái con nào đó nữa. Mà khi mà coi là đem tai nghe vô là vui lắm. Ừ. Để Thư đăng lên cho coi nghe. Ừ. Anh thì làm cái con nào đi hình cái nơ. Nói đi, nói đi, chuyện gì nói đi. Ba đứa mình. Nhưng mà ở cái điểm đi tới điểm x là bao nhiêu vậy? Em không biết nữa. X em để là 200 thôi. Ok, để đi thử. Trừ 200 chứ, trừ 200. Từ. Chỉnh lại đi, trừ 200. Rồi. Sẽ không di chuyển đó. Đó. À, tốt à, em phải bỏ cái đi tới điểm X trừ bỏ. Em bỏ cái khối đi tới điểm X ra ngoài. Em để ở trước cái lặp lại. Đúng rồi, chỗ đó đó, đúng rồi đó. Rồi. Rồi em chọn cái phông nền là cho nó đẹp đi. Ừ. Để hiếu.
Rồi. Thiếu. Một tí, đợi một tí, đợi một tí. Đợi đi đi, đi cái này. Đi à. Chấm bình tròn, chấm bình tròn, chấm bình tròn tròn. Ai lên nè, âm nhạc nè. Đúng là ảnh à, đây. Bây giờ sẽ có một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ gì? Bạn nào làm xong rồi thì chúng ta sẽ làm thêm một bài nữa, nhưng mà sẽ có hai bài con gì? À, thêm một bài giống như thế nữa. Đã có hai con, hai con chạy đua, chạy đua, chạy đua, chạy đua, chạy đua. Mà mỗi lần di chuyển 10 bước thì phải có thêm âm thanh. Khó thế. Có giọng đâu khó cho các bạn ấy, là thành một đàn bọ đi, một đàn 5 con nên mỗi con đi với một tốc độ khác nhau. Nhá. À dễ. Là ví dụ như là có con thì đi 5 bước, có con thì đi 10 bước. 10 bước cái con thì 10 bước nghỉ 1 giây, có con thì 10 bước nghỉ 2 giây. Mình nhân bản lên, mình làm thành một đàn bọ. Đúng rồi. Cho nên anh Thảo ơi, anh Thảo. Chuyện gì? Nhìn thì biết thì có thể xếp đời. Đây em chia sẻ bài em nhá. Đứng dưới nó đây đi đồng đều như nào đó. Cái phần mềm cái này là mục tiêu là học để tăng cái khả năng sáng tạo. Em chia sẻ bài em đi. Phải phát huy cái trí tưởng tượng. Em chia sẻ bài em đi. Xem là à mình tạo ra được cái chia sẻ bài em đi. Mình chia sẻ bài. Có mấy em nhỏ hơn một tuổi nữa, cho nên là mình đợi mấy em nó học cùng luôn nhá. Còn các em chia sẻ bài em. Biết rồi là thì ta sáng tạo ra cái ứng dụng. Anh Pháo ơi, cho em chia sẻ bài em đi. Ừ. Ok, chia sẻ nha. Mọi người đã nghe thấy chưa? Chúng ta có thể sáng tạo. Rồi chúng ta có thể cho là một đội bóng ấy. Các bạn, những bạn nam thì có thể là cho một đội bóng ấy, thứ, hoặc là các bạn nữ thì có thể là cho những cái công chúa đang múa xong chị nhảy. Ví dụ vậy. Anh sẽ làm là công chúa. Thấy chưa? Anh qua. Thế là mình những cái gì đó mình có thể tạo. Anh Thảo ơi, thấy chưa? Rồi. Em nhìn bài nha. Rồi thấy rồi. Em nhìn bài. Rồi chứ chị mày. Pháo. Pháo rồi tốt. Nó trẻ. Anh dùng ba con mèo được không Thảo? Ờ. Ồ. Được, mình thích dùng ba con mèo thì mình dùng. Còn tốt làm à? Tốt là anh thấy là cũng không, thì anh thấy em cũng làm cũng được, nhưng mà cái chủ đề này thì cũng không hay rồi. Em có thể làm về cuộc thi đua bơi chẳng hạn. Cuộc đua bơi ấy bây giờ. Nó bong mát rồi ha. Ok, để em làm thử nha. Ừ, mình cho mình có thể là Là một cuộc thi chạy xóm tên tuổi đó quê tôi quá cánh dừa huy bùng nó pa gì nó pa đi cả quê tôi quá cánh diều huy bùng. Anh Thảo ơi, em tin bài nha, em có lời mới rồi. Xuyên từ dưới con đỏ đi hơn. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng nhà ngồi cho nước lá. À lụng buồn. Ai đưa tới tôi, cháy giọt mồ hôi. Quê tôi có xanh gì ok đây này em Thảo ơi xa xa viết trên nhà anh Thảo ơi đây này ba năm chưa ba năm nhân bốn bao nhiêu nhỉ ba năm người tính cho ba năm nhân bốn bao nhiêu
đấy giọt mồ hôi là lịch sử của ba con là cà 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 là bông ma tuổi thơ quê tôi có căn biệt nguy vi vùng xa xa biết trên đường xưa xưa có con nhà quê tôi có căn biệt nguy vi vùng xa xa biết trên đường giọt mồ hôi sẽ không thấy ta. Thấy chưa Pháo? Chưa. Thấy chưa Pháo? Chưa. Ô là sao nhỉ? Tao bạn đang trình bày với mọi người nè. À. Nhưng không thấy. Có ai thấy không? Có ai cho mày thấy không? Hay có mối sáo? Không thấy. Quê tôi quá. Kiểu sao? Để anh bay lại á. Ôi trời ơi. Bạn đang trình bày màn hình của mình. Thấy chưa? Rồi ok. Đây thấy đúng không? Anh bấm nha. 2. Ờ. 1. 2. Bắt tụi mày chạy lại. Cố lên ơi. Đi ra. Lấy tầm bấm. No. Ảo đấy. Con kia bị. Sao lại không có thằng chị cuối cùng? Ủa? bởi vì nó chạy chậm. Để anh kể lại anh thử làm lại cho mà coi. Đấy. À. Ninja. Đấy, ninja con. Con ninja gì thế nè, con ninja đây nè, bấm rồi. À no. Ôi ảo quá, ảo thật đấy. Vâng, vào dòng đấy.
Rồi đừng đi ảo ảo ạ. Minh giả. Thi đua. Thi đua, các bạn đang thi đua đó, các bạn đang thi đua đó. Ủa, anh hai là con mèo hả? Anh hai, cái... anh hai là con mèo hả? Không biết. Các bạn đang thi đua hay sao? Đi các bạn thi đua. Mặt mặt không có mắt đâu. Đu. Đu. Kinh thật. Đây là mì tốc độ. Cái gì đấy? Kiểu như là nó lướt qua một lần. Đây này. Cần em chia sẻ cho coi không? Có. Đu. Biết biết thật. Từ từ em đi. Chia sẻ lại. Anh sắp xếp. Ok từ từ đi. Đấy, đẹp. Chia sẻ lại. Chia sẻ. Từ nào. Thấy chưa? Thấy chưa? Hả? Thấy chưa? Thấy rồi. Ok, đây này. Đấy. Đây này, bấm này. Tốc độ. Hãy biết rồi. Hết rồi. Ảo đấy. Nhìn tốc độ mà sao mà không ảo được. Barcelona Barcelona. Somebody can love. Ủa Pháo Thường đi học đến bây giờ là xong vậy Pháo? Hả? Ủa Thường đi học đến bây giờ là... Thì nhưng mà... Đó là cuộc thi đua. Con giảm mất tóc đây nè. Con giảm mát rồi. Quá, giống như đang đặt cái bút nhanh quá. Mọi người đâu xem cuộc thi chạy vừa mới làm không? Có. Chữ chạy này hơi bị bựa luôn. Ok, cho con đi. Mai Thọ Cường bày đang bày trình. Đây. Đó. Là một tí. Đây. Cuộc thi chạy siêu đẳng. Đó. Đó. Gì?
Cuộc thi chạy mới làm ạ. What? Cuộc thi chạy này hơi bị ảo luôn. Cuộc thi chạy này. Cuộc thi chạy này hơi bị ảo luôn. Ủa sao cái con kiếm dừng rồi? Dạ. Giờ cuối cùng là do cuối cùng là bị cuộc thua chạy. 2, 3, 4, 5 Thấp quá à. Ôi xong. Ôi xong. Rồi. À, bây giờ ai làm xong rồi thì có thể thế các bạn khác đã làm xong chưa? Các bạn nào đã làm xong rồi nào? Giơ tay lên cho xem nào. Đó, 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 đó. Ai làm xong rồi thì sao? Thì có thể thoát ra được rồi. Ok. Rồi, ba mọi người nhá. An Tử Quân. Cô. Có một điều, từ từ mọi người hãy thoát ra nhá. Từ từ. Là chúng ta sẽ có bài tập về nhà. Bài tập này thì cũng sẽ liên quan đến bài tập hôm trước. Đợi ra một đợi một tí. Đây. Cuộc thi với hai thực là kinh khủng. Cái gì? Đây. Ba của chúng ta thì sẽ như thế này. Thì cũng vậy. Thì cũng như vậy. Cũng cùng cái bài đó, nhưng mỗi bước đi của chúng ta sẽ đi từ 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 giống cái bài chúng ta vừa học. Mọi người biết không? Đó, mọi người nghe thấy không? Chúng ta sẽ đi từ 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 từ. Đây, đợi một tí. Sao ơi, tôi gửi rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ đi xuất phát cũng là xuất phát từ đây. Xong rồi di chuyển mà phải đi không phải đi một mạch từ đây đâu. Mà phải đi từ từ, từ từ, từ từ từng bước một. Đó, đến đây. Xong lại từ từ. Nhưng mà lúc đi á, thì sẽ thay trang phục. Được không? Sẽ thay trang phục giống như cái bài chúng ta vừa học. Đến đây. Xong lại đi xuống. Đi xuống. Đi xuống, đi xuống. Đó. Xong rồi lại lên trên đây. Nó phải. À, mỗi lần đi là phải thay trang phục nhá. Đó. Xuống đây. Xuống lên đây. Đó, nhá. Yeah. Giống bài trước đúng không? Ừ rồi, giống bài trước kìa. Giống bài trước thôi. Nhưng mà khó hơn một chút.
thì cũng cái lệnh thì cũng cái lệnh giống như hôm nay thôi, đúng không? Ừ. Rồi. Bye, see you later again. Rồi, bye mọi người nha. Bye, bye, see you later again. Hảo tu tắt. See you ngày mốt. Ừ. Bye bye con. Chết rồi. Hôm nay có tốt hơn mình mọi người. Chuyện gì vậy? Ai đây? Tu lại cho tôi. Ôi, đã hết rồi.